Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan pin cũ nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy khoan cho mọi người lựa. Đây, con máy này China xuất Nhật nha mọi người, chữ Nhật không này, China xuất Nhật 7V2 nha mọi người. Con này 7V2, con khoan 7V2. Đấy, ngoại hình. Con này có vỏ pin nhé. Ôi chết rồi. Nhiều chân thế này biết chân nào mà kẹp đây ta. Chân dương. Dương dưới. Đây. Chân này nó nằm bên cạnh khó kẹp quá mọi người. Thử đi. Đợi. Còn hơi bị dơ ấy. Đấy, cò bị dơ, bị khó chịu nha mọi người. Đấy, mình thay trái phải ok. Nói chung là máy còn sống. Đào không bị gạt nhé. Đào không bị gạt. Ok. Trái phải ok. Đào không bị gạt. Rồi, về mọi người xử tiếp nhé. Này số 1. Số 1 90.000. Số 1 90.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2 là máy bắn vít Makita 7V2 9V6 nha mọi người. Máy Makita 9V6 đây, ngoại hình của nó, cái vỏ pin này, vỏ pin thằng nào nó chế nó kẹp ốc quy nha mọi người, chế nó kẹp ốc quy nên mọi người về rút cái dây ra đóng lại, đây, đóng lại pin, lỗ này không sao, dán xí kèo nén kèo nhựa vào là được à. Ok nha mọi người, trái phải ok, thắng ok. Con này thì người ta không sản xuất điều tốc rồi. Đấy. Đào không rơ nhé mọi người, không rơ, không cạp. Đấy. Kinh, đi ra. Đi ra. Rồi. Ok nhé. Này con số 2. Đó, về mọi người cắt sợi dây bỏ đi. Số 2 nha mọi người. Sau này bán 130.000. Số 2 130.000. Makita 9V6. Số 3 cũng là con đáy luôn. Makita 9V6. Đấy, Makita chứ cũng là con đáy luôn nhưng mà con này thì ngoại hình không được đẹp bằng con kia, thì cái vỏ pin nó không lủng lỗ. Đảo chiều. Đấy. Trái phải ok, thắng ok nha mọi người. Cũng full chức năng như con kia. Đấy, con này thì vỏ pin lành lặn thôi. Ai mua trước được trước, con kia được trước. Con này số 3 130.000. Đấy. Số 4 là con máy khoan Makita 7V2. 7V2 nhưng mình không có vỏ pin 7V2. Đấy, có cái vỏ pin 9V6 bị bể đây, mình bỏ vào đây luôn nhé. Bể này nó không quan trọng cho người, có cái chủ yếu là cái móc này nó móc lại nè. Cái bể đây nó không có quan trọng đâu. Ok, ngon. Điều tốc, có điều tốc luôn. Điều tốc ok. Đấy, cấp trượt ok nhá. Đào đang bị cạc nha mọi người. Điều tốc ok, trái phải ok, thắng ok. Đào đang bị cạc. Mọi người về cho xí dầu mỡ vào gõ ra. Đấy. Vỏ bình này nó bể, nó không quan trọng đâu mọi người, chủ yếu chỗ này móc vào ok. Số 4. Con này bán 101. Đấy, 7V2, số 4 101. Đây. Số 5. Con này nhìn giống con lúc nãy, nhưng mà có điều là nó là khoan Makita 9V6 nha mọi người, khoan Makita 9V6. Đấy. Khoan Makita 9V6. Chạy nhưng mà hình như nó bị lệch nhông hay gì trong này á. Đấy mọi người nghe nhé. Thôi mình không dám bóp nữa, về mọi người mở ra mọi người kiểm tra nhé. Đấy. Lại con số 5 101. Tiếp theo số 6 là một con cưa kiếm Hilti VXS R36. Đấy. Các vỏ pin này của mình thử này, nó có một cái khóa cò chỗ này nè, để cho mình mở cò đỡ nguy hiểm nhé. Cái này con này nó có 6 cấp độ chỉnh tốc độ nha mọi người, 6 cấp độ này, mình bóp mình giữ cò mình tăng tốc độ cho mọi người xem nhé. Đấy nha mọi người, cưa kiếm thì chỉ có thử nái thôi. Đấy, ngoại hình cho mọi người coi. Đấy. Ở đây là vỏ pin để mình thử máy. Còn cái vỏ pin của nó đây. Đây, vỏ pin của nó đây. Vỏ pin của nó, vỏ này thì như bị người ta chế rồi nha mọi người. Đây. Có cái lỗ đây. Nó gãi hai cái móc chỗ này nữa, mọi người về dán chế cái móc lên nhá, chế cái móc lên. Với lại mấy cái chân pin trong này, thì chỉ còn một chân thôi. Đấy. Đó là cái nút ấn này nè, nút ấn này nó không có cái lẫy để bung ra bung vào nữa. Mọi người về tự chế cái lò xo vào đó nhé. Số này là số 6. Số 6 900. Số 6 900 nha mọi người. Số 7 là con khoan Hilti. Con này thì khá là bẩn. Mọi người về vệ sinh đi giúp mình nhé. Đây, khoan Hilti, bê tông, khoan bê tông Hilti 36V, motor không chổi than nha mọi người. Con này là BD motor không chổi than đấy. TE30A36 là đây là mã hàng của con khoan bê tông Hilti 36V không chổi than nhé. Con này thuộc hàng là mạnh nhất của khoan bê tông. Mạnh nhất của khoan bê tông pin rồi. Đấy. Vô công trình. Đây, chỗ này nó bị xước chứ không phải bị nứt nha mọi người, bị xước đó. Này. Cả kiếc nó xước thôi chứ nó không có nứt nhá. Vết xước thôi. Đấy. Ai không quan tâm tới ngoại hình thì mua con này. Con này mình cắm pin vào mình thử cho mọi người. À, con này có một cái nữa. Đây. Cái đầu su thẩm mỹ ở chỗ này nó mất rồi nha mọi người. Đầu su thẩm mỹ chỗ này nó mất rồi. Nhưng mà nó vẫn xài được bình thường nha mọi người. Vẫn khóa mũi ra vào được bình thường nha mọi người. Đấy, cái đầu su này chủ yếu là thẩm mỹ trai đại chỗ này là về mọi người ai có thì mọi người chế ra tiện cái su chế vào đây nhé. Đấy. Rất là êm nha mọi người, con máy rất là êm luôn. Để mình để đây mình thử, nó nặng quá. Đây, chế độ khoan không này. Khoan búa này. Chế độ búa mà có thể chỉnh mũi này. Búa mà chỉnh mũi được nha mọi người. Đục bê tông á, đục bê tông mà có thể chỉnh mũi được. Đục mà cố định mũi này. Đấy. Đó là nó full chức năng rồi. Đây để mình đảo chiều cho mọi người xem. Đấy. Ok. Con này full chức năng. Con này mình bán không có vỏ pin nha mọi người. Vỏ pin về mọi người tự xử, rồi mình có một cái con cục pin để thử máy thôi, hồi máy về mình thử cho mình bán đi, không có máy để thử sống chết cho mọi người nữa, không có pin để thử sống chết. Đây, con này lúc nào nó có về vỏ pin thì mình sẽ bán vỏ pin nhé. Con này con số 2, 4, 6, 8. Con này con số 7 chứ, số 7. Con này bán 2 triệu nha mọi người, 2 triệu. Số 7 2 triệu. Thì nó hơi xấu với lại mắc cái đầu su. Cái bình thường con này anh bán 2,2 triệu nha mọi người. 2,2 triệu. Tiếp theo là cục sạc Hilti. Này, cục sạc Hilti, sạc pin li-ông nha mọi người. Sạc Hilti, sạc pin li-ông. Đây, nó có thông số của nó đây. Cái này made in Slovakia này. Đây, made in Slovakia. Nhưng mà xuất Nhật này, chữ Nhật không này. AC 100V. À. Con này nhá. Cục sạc này làm lại lên 220 rồi nha mọi người. Nó là 100V nhưng mà về làm lại lên 220 rồi, nhá. Lên 220 luôn rồi. Đấy. Nó sạc từ 7V2 đến 36V này. Đấy, 7V2 đến 36V, sạc nhanh, sạc chính nha là nhé. Cục sạc này sóng ok, sạc bình thường nha mọi người. Test sóng rồi với làm lại lên 220 luôn cho mọi người dễ dùng đây. Con này con số 800. Số 800 nha mọi người. Số 9 là một con máy bắt vít Hitachi 9V6. Đấy, con này nhìn cứng cáp lắm nha mọi người, cứng cáp. Đấy, những cái dòng này motor rất là mát này. Ô, chưa có chạy đây, không biết do cò dơ hay do gì nữa. Mọi người về kiểm tra nhé, tạm thời mình thử chưa thấy chạy, người về tháo ra kiểm tra trong nhé. 9V6, con này con số 9, số 9, con này 90.000, số 9 90.000. Số 10 là một con khoan Ryobi 12V, khoan Ryobi 12V nha mọi người. Đấy, BD 30. Đấy, khoan Ryobi 12V. Con này thì người ta không sản xuất điều tốc này, có hai chế độ nhanh chậm thôi, không sản xuất điều tốc nhé, hai chế độ nhanh chậm. Đào còn mới như vậy á, này những cái đào này. Đào với cái dạng su của nó này, su của nó không bị bong tróc. Đấy, ok, trái phải ok, thắng ok, nhanh chậm ok này. Đấy, có 20 cấp trượt, 20 cấp trượt một cấp khoan nha mọi người. Đấy, đào không cạc nhé, máy rất là êm, máy êm ru luôn. Con Ryobi máy này em ghê luôn á. Con này con số 10. Số 10. Con này 230.000. Số 10 230.000 nha mọi người. Số 11 là cũng là con máy khoan Ryobi, con này đời BD 1205, con nãy là bao nhiêu? Con nãy là 120. Đấy, con này 1205. Đấy, ngoại hình điều tốc thắng ok, đảo chiều ok, nhanh chậm ok nha mọi người. Đấy, con này con số 11. Này, con này có đi tóc nha mọi người, 290.000, khoan Ryobi 12V. Đây, tiếp tục con máy bắt vít Hitachi, máy vít Hitachi 12V nha mọi người. Con này thì máy mát thôi rồi luôn, chạy mát lắm mọi người, vòng tua của nó 2.000 vòng này. Đào không rơi nha mọi người, chỉ hơi nhích nhẹ nhẹ thôi. Đấy, không cạc này. Đấy, máy rất là êm mọi người, điều tốc thắng ok. Ok, con này rất là mát máy mọi người, mát lắm. Con này làm khối như thế này, là làm kính như thế này, rất là mát máy mọi người. Đấy, Trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok. Đầu hơi nhích nhẹ. Rồi con số 12. $290.000. Số 13 là con máy bóc vít Cobo. Đây, máy bóc vít Cobo. Con này thì lực siết của nó tới 100 Newton mọi người, lực siết tới 100 Newton. Đây, nó mắc miếng xu ở phía sau này, nhưng mà không sao cả nha mọi người. Ồ, chỗ này nó bị nứt nha mọi người, nó bị nứt này. Coi bên này có không? Đây, nó bị nứt nhé, bị nứt này nó cắn cái gì, công tắc nó hơi khỉnh khỉnh. Cái gì đang mắc điều tốc nha mọi người, đang mắc điều tốc này, nứt chỗ này thành ra nó khựng khựng cái gì ấy. Đấy, mọi người về kiểm tra sửa chữa cho mình nhé. Trái phải ok, thắng ok. Đầu không rơ, không cạc luôn, không rơ không cạc nhé. Số 13. Con này mình bán 150.000. Đấy, coi như là con khuyến mãi trong lô này cho mọi người về kiểm tra cái chỗ nứt này nhé mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.